ở đấy nhá, chị chọn cho em cái cây tuyệt đẹp luôn. Cây này là hoa hoa hậu luôn này. Thứ nhất là gốc to bằng ngón tay cái của chị và hai cái đoạn chốt chốt thoát một tí. Cái trà cung đình ấy thì nó ra răm dày di dít cho nên là để mà có cây mà thoát thì hiếm lắm. Nó không kiểu dạng như cái cành nó lên nó không phọt dài như là các cái cây trà thâm hồng bát diện nên là thoát thân không có đâu. Còn chiều cao này 1, 2, 3, 4, 4, 2 là 8 nhưng ngang tay của chị chắc không được 20cm. Tán tròn đẹp, đây là cây hoa hậu. Cây này cũng to đẹp. Nhưng có cái cây này nữa này, cây này thích này. Cây này cũng già. Tất cả các cái hàng này là chị cho từ bầu đen sang cái chậu này để bắt hoa và để cho kiểu cây nó đẹp để bán Tết. Nụ hết rồi nha em nhá. Nụ nụ sai luôn, cây nào cây đấy cũng nụ hết. Đấy, nụ rất sai luôn. Cả cái cây này ngắn bé nhất trong cái lũ này nhưng mà đây, các cái đầu búp tròn như này là nụ hết nhá. Đấy. Còn đây. Cái cây cây này cũng thế, tất tần tật luôn, cây nào cũng nụ hết. Đây, cây hoa hậu để xem nụ đây, nụ của hoa hậu đây. Đấy. Em ưng cây nào trong 4 cây này thì báo chị nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây trà phấn cung đình ạ, hoa màu hồng rất đẹp thì vui lòng alo ạ, 0977973535. Ngoài phấn cung đình thì nhà mình còn có rất nhiều các cây trà cung đình đỏ nhá và trà bạch nhật. Cái size nó cũng tương tự giống như là các cái cây như này. Cây trà cung đình này. 0977973535 bạn nhá. Cảm ơn bạn nhiều ạ.